Đây. Trời ơi. Ấy đùa nè. Ừ đúng rồi. Cầm trái bóng trời, cầm trái bóng trời. Hay quá. Trời ơi trời. Ok, hello anh em, tôi là Miss đây. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục săn ma ở trong cái ngôi nhà này. Thì tập trước là tôi toàn bị ma bắt không à, cho nên là coi như là mission fail rồi đó. Hôm nay tôi sẽ quay trở lại căn nhà này và tôi sẽ bắt được con ma cho anh em xem. Giờ thì set up đồ rồi đi thôi. Ở giờ cắm gì mày? Có cái máy này lạ lắm, máy này nè, tao không biết máy này là gì. Ủa, này là gì? Này là gì? Cái đó là cái máy dùng để phòng thủ kiểu ma mà nó tới gần mày á thì cái máy đó sẽ sáng lên làm cho con ma nó trốn. Ủa này cũng mình cầm được mấy món đồ? 3 món. Để cho tao lấy cái này. Hộp quẹt Việt Nam. Đó. Đó. Mày chiếu đèn đi, tao từ từ. Chiếu đèn. Mở cửa. Cứu đi. Từ từ tao chạy theo đèn, từ từ. Nó bắt mày đi đâu vậy? Cả thương sao? Má thấy ghê chết mẹ, mày đâu? Rồi. Ủa gì? Thì đó, tao nói rồi, mới vô là bắt mình luôn á, ghê lắm. Không nói chứ, tao chung người tâm lý á, giật mình luôn. Thì vậy nó mới vui, tao có đâu biết. Thường là tao vô phải cả buổi nó mới bắt, tự nhiên này mới mới mở cửa thấy nó bắt mày đi. Sao mày giống cái đèn? Ấm lộn. Rồi, tao cũng sợ mà. Giờ đi kiếm phòng có ma trước đi. Tao đi trước cho. Phường phòng có ma là dưới âm độ đúng không? Ừ. Chiếu đèn cao lên, chiếu dưới đất vậy. Chiếu cao lên, lên lầu thì xuống. Nếu mà đèn chớp tắt kêu tao nha. Tự. Cứ tự bình tĩnh. Chiếu đèn cao lên không thấy đường. Mở đèn được không? À, mở đèn được nè. Trời ơi, có ánh sáng khỏi lo. Thì nào ma xuất hiện thì tao nói cho. Rồi. 4 độ, 0 độ. Ê, ra. Ê, hồi nãy tao đi ngay cầu 2 cái nó âm độ mày bấm G lên. Ê, đừng bấm G. Bấm G giục đồ đó. Rồi, táp lên vô. Rồi. Ờ, cái dưới âm độ là nào cái đầu tiên đúng không? Ừ. Nó đủ quá vậy. Ờ, chắc tầm 5 độ khen. Hình như 5 là 5 độ hả? Hồi nãy tao thấy tao âm 2 độ đến 5 độ à. Chứ không có âm 20 mấy độ. Tao mà bị bắt thì rượt theo tao chứ đừng có đứng nhìn nha đồ. Hồ vậy? Thì chừng nào nó xuất hiện thì nó hù. Trời ơi. Trời yên tâm mày khỏi lo. Mày chiếu đèn. Ở có cái công tắc đèn không? Đó vậy đi cho nó chắc ăn. Hôm nay không có gì hết á. Em này có cúp điện không? À, hình như không. Ai biết nãy giờ đi đâu thấy cúp gì vậy? Đây. Gì vậy Kháng? Giật mình quá. Mày đúng không? Không, ai biết 25 độ này mà hồi nãy tao thấy là âm 2 độ. Tao quăng cái máy cái gì vậy? Rồi mai xuất hiện rồi đó, mai mới xuất hiện đó. Thì xuống. Mỗi lần tao chạy ngang qua cầu hang là nó âm độ vậy là đúng rồi. Giờ cái máy này phế rồi, giục đi. Rồi. Chưa từ từ. Đi về. Về trước chưa biết ma gì đi về mày à, quên bấm táp lên. Ủa cái này để làm gì? Cái nào? Cái đó máy nó hút mấy ma vô á. Mỗi lần mấy cái bóng ma mày đi nghe là nó hút vô trọng á. Đi. Chưa từ từ. Gì vậy? Giờ tôi quen tại bấm chuột trái, ôi chuột phải. Ủa cái này từ giờ mày nói cái máy này dùng để làm gì? Nó banh đúng không luôn? Làm gì? Ném vô ma, nói chung là mày gặp thấy ma xuất hiện dục đại xuống đất cho tao. Giờ tao đem theo đồ để phòng thủ nè. Giờ tao mà bị lôi đi thì cứ bình tĩnh nha, đừng có nào vậy này. Đây nè. Lôi tao bị lôi kìa. Nó lôi tao ra sân sau. Mình đi quá. Mình đi tại vì cái đó tao bị lôi rồi. Từ từ. Nó xuất hiện rồi, gì vậy? Chưa, cái quả cầu đâu? Lụm lại. Rồi lụm rồi, lại thấy nó đứng trước cửa. Gì vậy? Rồi, gì vậy? Cái đèn pha của mình á. Rồi có cái đường đi ra ngoài trước nè. Ủa ngon. Tự nhiên cái quả... Xe đi về.
Vậy mình lên xe đi về. Cái con này ghê quá. Chưa gặp ma nữa ghê gì từ từ. À này nó có mấy con ma nào thầy. Toàn màu đen không thấy mẹ bấm táp lên á coi. Ờ hồi nãy con qua nó bắt mình 3 lần. Nó giết mình không? Có. Gì vậy? Mình ơi, mình ơi. Từ từ đứng sau đi, đứng núp núp sau đi. Có gì tao chết rồi tao báo cáo nha mày vô. Tao sợ chết mày cứt. Đội thủ đâu? Đi nghe nói kìa. Trời ơi. Trời ơi, tao chết dễ thương vậy, chu đích luôn rồi. Mày mất cửa hả? Mặt mày. Ừ, tao mở cửa. Mày mở lại coi. Rồi, đóng rồi. Rồi, được rồi. Má, nãy tao thấy nó chạy, chạy ra, nó bắt mày luôn á. Lần này là solo kill luôn. Đây, mấy đồ nhiệt độ đi. Trời. Nó lo mày ra đâu vậy? Cái lỗi là xuống hầm. Cứ đứng ngoài cửa đi, tao đi lên vô. Lẹ. Từ từ mày khỏi lo. Học to không có chết được đâu. Đâu rồi? Mày ở đâu? Tao nè. Đây. Cái máy này tao phải dục sao cho nó tỉ mỉ nhất. Đó. Tỉ mỉ chưa? 25 độ. Tao mù luôn rồi. Ê. Đó. Nè còn có lụ lụ đạn khói nè. Cái gì ma hù mày ném hẳn mặt nó. Ờ ok. Có cái này nè. Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi. Nó là cầm heo có con trái lụ đạn rồi. Từ từ. Ê. Đừng có đứng gần cửa, đứng trong góc đây nè. Đó, có gì chụp lại. Tao đứng này mới sợ, mày đứng đó đỡ rồi đó. Ui, mày bị kéo thì mày tự ra cho tao sợ lắm rồi. Từ từ. Đèn chớp. Mà cửa chính chưa đóng. Từ. Ủa hả? Nó mới bị gây chói cái đường đó đó. Đó. Nó chưa tắt đèn. Nó chưa có tắt đèn đâu. Tao thấy chụp hình vô dụng ở tao không chụp đâu. Sợ. Tao cầm mày tao chọi nó cho nó lẹ. Rồi đó, đúng. Rồi đó. Từ từ. Nếu mà nó hù mặt mày, mày cứ ném hẳn vô mặt nó cho tao. Cái gì vậy? Rồi được rồi, Khang ơi. Rồi một con. Đó là dạo. Cái con đi ra. Đi ra trước đi ra tạm cái đi. Chiều cổ tắt cổ hay cương thôi. Gì vậy? Kệ đi. Đây bấm táp lên, bấm vô Encyclopedia. Ờ bấm rồi. Ờ cái nào? Còn à đây cái con The Crowned á. Rồi cái con nhìn ghê với luôn. Rồi vô trọng núp đi để tôi kiểm tra mấy cái kia. Cái gì vậy? Đứng xa cửa ra. Ôi nó cầm cái tượng thôi. Từ từ. Trời mẹ rồi. Rồi giờ nó mà lôi tao là đụ. Cầm cái tượng á, cầm tượng á. Ừ rồi. Ủa lỡ tượng không bảo vệ tao thì sao mày? Kìa nó kìa. Rồi. Kìa. Rồi đang cầm. Rồi đó, được rồi. Hay. Rồi vô đây. Ôi kìa. Ôi nó đôi kìa. Rồi. Cầm tượng lên. Đang cầm tượng nè. Đây. Rồi tượng có tác dụng rồi. Sợ mày cứt má đi săn ma mà căng thẳng mày lộn. Kìa. Ôi đéo được hả? Cái gì vậy? Trời ơi. Cầm tượng đi. Đưa cái này bắt một phút. Ôi, tao ném đi mất tiêu luôn cái gì luôn mày? Săn nó luôn. Rồi thôi khỏi săn luôn. Cầm nước đáy chọi nó. Kìa. Rồi, đi săn. Rồi nữa. Trời nữa rồi. Lẹ vậy. Quá tao mình làm yếu nó dữ lắm rồi đó. Trời nó giật cả mình. Ôi tao chết rồi. Gì vậy? Chết mẹ tiên tao ném bùa luôn rồi. Ủa? Mẹ tao hết tượng rồi mới đéo đi. Rồi thôi. Rồi là tắt nước mấy chục lần. Lọ quá mình ơi. Kiếm nó rồi. Đang kiếm nè.
Game này săn ma kêu kích tính ha. Chạy tới bắt hẳn con ma luôn. Mày có gì không, có gì không, có đề phòng không? Không, có cái thánh giá nhưng mà nó biến mất rồi. Thôi lượm trái bóng vô Shopee mua. Tranh thủ. Ồ má, nó đạt giết nó muốn mệt luôn á. Để tao thử mở hết nước rồi. Nó kêu đóng nước vậy, mở nước lại nè. Gì vậy? Ôi, ô bình. Rồi tao mở được 5 cái nước rồi nè. Mở rồi. À, tao hiểu rồi. Ra khỏi nhà. Rồi sao? Mày thấy cái The Weakening The God đâu? Thấy. Nãy cái đầu tiên tao bật hết 5 cái nước nè, cái nó mới hiện. Bây giờ làm cái thứ hai đi, Holy Sword, và cầm muối lên. Ê, muối đây. Rồi, ok. Giờ canh đi, giờ Withering Light là cái gì vậy? Nhưng mà phải làm theo từng danh sách, nó làm từ số 1 cho xuống, táp lên đi. Rồi mày thấy cái bấm vô cái điểm yếu không mà. Nè, đang trong đó nè, Holy Sword nè. Rồi mày coi cái thứ 5 đi, mày hiểu thứ 5 là gì không? Chứ tao không hiểu rồi đó. Cái thứ 5 của tao là Holy Fire. Ủa, Holy Fire ấy. Cái thứ 2 mày là gì? Cái thứ 2 tao là Holy Sword. Cái thứ 3 Glow on Water Tap on the Location. Cái thứ 4 Golden Bomb. Mày làm từ cái 2 trở xuống, kiểu mà làm theo danh sách luôn nha. 2-1 à. Nó mới yếu. Rồi. Ủa? Ok, giờ cầm Holy Sword đi. Thì mình làm theo thứ tự. Giờ một cái đầu tiên mới được xong nè. Giờ mới tới cái thứ 2 nè. Kiếm nó đi. Đấy, rồi, chuẩn bị nè. Nó tới hẳn tao luôn nè. Ý, mới còn có mình tao à. Ê, nói chung là cái Glow Water là tao giúp mày. Tao giúp mày cái đầu tiên nè. Nó tới đây có thấy cái bóng nữa. Đây nó tới. Ủa? Trời đi, trời đi, trời. Ủa? Gì vậy ba? Trời ơi, tao ném rồi đó. Hiện xanh lá chưa? Chưa. Hiện xanh lá không? Của mày có hiện không? Không. Đâu rồi? Nè, nó tới được em. Rồi, tao ném nó rồi. Rồi, ok. Gì vậy? Hiển gì vậy? Nó không hiển gì đó. Canh nha, tao tắt hết nước rồi, tao làm cái thứ ba rồi. Ok. Hồi nữa nè, Khang ơi. Rồi, nó tới. Trời ơi là trời. Kìa. Má. Ủa tao thấy con ma nè. Ủa. Má điện tao đụng vô nó. Trời ơi, thôi tao chạy. Ủa thôi đánh giá cho an toàn. Ôi, con nước thánh rồi, không gì sợ hết đó mày. Tao sợ nó hù liền luôn á, nó không chạy ra đâu. Không sao đâu. Nó nè, nó trong nước nè. Từ. Nó trốn đâu rồi. Được tắt nước rồi, để nước thôi. Kiếm đi. Con này ném cái gì vô nó đã tự động mất tiêu rồi, thiệt tình luôn á. Đừng vô góc mày sợ gì ba, mày càng vô góc mà càng lâu nữa. Đó rồi. Không thấy. Đó, kìa, cho nó hù luôn, tao kế bên mày khỏi lo. Đây. Kìa, đứng yên đi. Ôi, rồi. Đuôi nè. Rồi. Một cái xong rồi, giờ rồi giờ để tao làm cái thứ ba nha. Mày đi mua cái Golden Bomb với cái hư gì của mày đi. Một cái rồi nữa nè. Rồi xong rồi, giờ thứ tư thứ năm giờ mày quăng Golden Bomb cho người nó đi, để nó canh nó xuất hiện. Đây được rồi. Rồi cái cuối rồi đó. Ủa cái đấy, cuối là cái cuối là cái thứ năm á, nhìn thấy thứ năm của mày. Giờ mày cầm được. Ông thanh giá không xin vậy. Cái cú mày rồi đó. Quên nữa, nãy giờ tao không để ý cái Godmood. Từ để tao chọn cái aggressive giống mày rồi. Nè cái Godmood là mình bị sai, Godmood chỉ có đúng hai cái dưới chọn được thôi à. Không, hai cái chọn được luôn. Cho chọn luôn hả?
chọn cái clam chứ đi, clam đi, tao mua cái cross, cái khó đi, mà giờ mày mua cái khó cho tao và mày thử luôn. Cái cross à, phải đúng trong danh sách thì nó mới là tính. Cái cross là cái gì ta? Thánh đúng không? Ủa thánh giá mày ơi, thánh giá có rồi. Rồi ô mày chọn cái mút là clam chưa, cái đầu tiên á. Mút là clam hả? Cái mút. Ừ. Rồi tao chọn cái mút là clam đó. Rồi. Cái số 5 bị thay đổi chưa? Ờ là cross. Mà cross rồi, ok vậy. Giờ... cross nó giờ đâu đâu. Không, nè tao nói à, nó phải hiện trong danh sách mày thì nó mới ăn, nó thì nó mới ăn, hiểu không? Nó không hiện trong danh sách thì nó không có ăn. Ok chưa? Rồi. Ok giờ cầm cái khó đó được rồi, không được thì chọn tiếp. Không được, đúng rồi, ra mua Shopee. Đâu rồi. Ôi, thích lắm. Hiện hình lên, đấy. Rồi sai, đi ra. Chưa hầu xong rồi. Á à, kỳ vậy hả, là sao trời? Chọn cái mút đi, chọn tiếp cái mút, giờ cứ lại theo tao, chọn tiếp cái mút là cái thứ hai đi. Ờ, Cristatua. Mua. Chuyện. Cái thứ năm đổi đúng không? Tượng Chúa Giê-xu nó cũng chỉ có 3 giây thôi à. Vô định bom trọi hiện xanh lá trên đầu đúng không? Ừ. Ừ vậy ok tốt rồi. Vậy là cái cuối gán xong cái cuối. Nên cuối dễ mò. Đây. Trời ơi. Ấy đời ơi. Ừ đúng rồi. Cầm trái bóng trời. Hay quá trời ơi trời. Ta đã phá đảo được. Đi về, lấy xe về. Ok.